một buổi thảo luận tổ về chất lượng sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Milan. Bức xúc là tâm trạng chung của các nhân viên khi mỗi ngày hàng giả, hàng nhái mẫu mã và thương hiệu của doanh nghiệp mình ngày một nhiều lên. Chúng tôi rất bức xúc về cái sự việc làm hàng nhái, hàng giả trên thị trường. Đấy, ví dụ như của chúng tôi làm là chữ rõ nét, in đậm, rõ ràng, có bảo hộ. Thế nhưng hàng giả, hàng nhái như thế là đã làm sai chữ, lệch chữ, la lá giống chúng tôi. Mẫu mã cũng tương tự giống chúng tôi nhưng không thể, tức là sờ vào là nó khác hẳn. Buổi thảo luận một mặt tìm ra những phương thức làm hàng nhái, hàng giả để kịp thời thông báo đến người tiêu dùng, một mặt bàn biện pháp ngăn chặn tình trạng trên. Để tự bảo vệ doanh nghiệp mình, công ty Milan thành lập một nhóm chuyên trách đi tìm cơ sở sản xuất hàng giả nhưng không ăn thua. Thưa quý vị và các bạn, bằng mắt thường thì khó có thể chúng ta nhận ra được đâu là hàng thật và đâu là hàng giả của hai sản phẩm trên tay tôi. Giấy Milan đã được bảo hộ và được Cục Sở hữu trí tuệ công nhận. Tuy nhiên, trên thị trường vẫn xuất hiện tràn lan những sản phẩm như thế này. Chữ M đã được thay thế bằng một chữ N một cách hết sức tinh vi. Màu sắc và kiểu dáng cũng gần như tương tự. Có thể nói là về mặt sản lượng có thể thất thu. Tuy nhiên, hình ảnh và uy tín của công ty bị suy giảm trong mắt người tiêu dùng mới là điều đáng nói. Được thành lập từ năm 2007, doanh nghiệp này đã đầu tư vào máy móc, nhà xưởng, nguyên liệu khoảng 45 tỷ đồng. Nhưng chỉ vài năm qua, công nghệ thông tin bùng nổ với nhiều cách thức mới để làm giả đã đe dọa rất lớn đến sản xuất cũng như uy tín của công ty. Cái vấn đề mà làm nhái làm giả thì tôi cũng mong muốn rằng là nhà nước ta hãy cho một cái tội làm nhái làm giả coi như là một cái tội nặng, như là sản xuất tiền giả, in tiền giả hoặc là sản xuất tiền giả. Thì chính vì thế thì nó mới có thể là đủ cái sức răn đe với những cái tổ chức và cá nhân đang sản xuất hàng nhái hàng giả ở tại Việt Nam vậy. Hiện nay, hàng giả, hàng nhái phổ biến ở nhiều mặt hàng, từ giấy ăn, mỹ phẩm, quần áo, hàng hiệu túi xách, xi măng đến những mặt hàng liên quan đến sức khỏe và tính mạng con người như thuốc tân dược, rượu, thực phẩm. Thời gian xuất hiện hàng giả, hàng nhái bây giờ cũng nhanh hơn nhiều. Nếu trước đây, sau khi doanh nghiệp cho ra đời sản phẩm mới, phải trên nửa năm sau mới có hàng giả, hàng nhái, thì nay có khi chỉ cần nửa tháng ra ngoài thị trường, hàng giả đã xuất hiện. Nguyên nhân một phần của tình trạng này do một số doanh nghiệp còn chưa chú trọng vào việc đăng ký bản quyền, thương hiệu ở Cục Sở hữu trí tuệ. Trong quá trình hành nghề của mình thì chúng tôi đã gặp nhiều cái trường hợp đến đây họ rất bức xúc vì cái sở hữu trí tuệ của họ bị xâm phạm. Tuy nhiên thì hầu hết những cái vụ như thế thì chỉ dừng lại ở góc độ tư vấn và cuối cùng thì họ quyết định là không khởi kiện mà dùng những biện pháp khác, chẳng hạn là thương lượng bên ngoài với những cái đối tượng vi phạm. Trao đổi với phóng viên VTC14, ông Nguyễn Ngọc Khoa, Chủ tịch Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ Thương hiệu Hà Nội cho biết công tác chống hàng giả, hàng nhái ngày một khó khăn hơn. Các nhóm cá nhân, thậm chí là tổ chức hoạt động trong lĩnh vực này cũng ngày một tinh vi hơn. Tình trạng làm hàng giả, tình trạng vi phạm sở hữu trí tuệ, nhãn mác rồi kiểu dáng công nghiệp thì bây giờ nó ở một cái phạm vi quy mô lớn hơn và nó ở cái phạm vi các thủ đoạn tinh vi hơn. Nó không chỉ có là làm ở trong nước mà bây giờ nó còn đem ra nước ngoài, đặt hàng làm ở nước ngoài rồi thông qua con đường biên giới các cái loại đường tuồn vào trong nước để tiêu thụ. Hiện nay, để đối phó với vấn nạn này, không chỉ cần lực lượng quản lý thị trường, mà các ngành y tế, nông nghiệp và phát triển nông thôn, khoa học công nghệ và công an cũng cần phải vào cuộc mạnh mẽ để thị trường lành mạnh, bảo vệ người tiêu dùng, thúc đẩy phát triển hàng hóa trong nước. Câu chuyện chống hàng giả, hàng nhái như ở công ty trách nhiệm hữu hạn Milan sẽ vẫn chỉ là một nỗ lực yếu ớt của doanh nghiệp nếu chế tài xử lý vi phạm ở Việt Nam vẫn còn quá nhẹ như hiện nay.